Hello, chào mừng tất cả các bạn. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mini World Thế Giới Tí Hon. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với lại Jenny sẽ bắt đầu thế giới sinh tồn mới các bạn. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một cái đăng ký. Và đừng quên kết bạn với mình với số UID là 6357786. Còn của Jenny là không biết, để mình sẽ chèn ở dưới cho các bạn nha. Chứ còn bây giờ mình đâu có biết đâu, cái số của Jenny dài lắm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu video thôi các bạn. Thì hiện tại mình vừa mới tạo một cái thế giới. Mình vừa mới tạo một cái thế giới mới. Thì bây giờ mình sẽ phải đi kiếm một cái chỗ để sao đánh con heo vậy? Thôi, không có tin được. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái chỗ phẳng phẳng các bạn, để chúng ta bắt đầu sinh tồn. Đây nè, Jenny. Có than. Ui, ở dưới này có một cái hang nè. Ồ, ở dưới này có vẻ đẹp nè. Ồ, ngon á, ở dưới đó đi. Ê, con gì vậy? Con quái vật á. Đánh nó. Mặc, đúng rồi, Jenny mặc đồ vô. Mặc nguyên bộ đồ da vô. Con này con gì vậy? Nhện. Giết mày luôn nè, đó. Đây để đánh. Ơi, ở dưới này đẹp nè. Mặc đồ vô đi, Jenny mặc đồ vô đi. Đánh mày luôn. Trời ơi, cái công nhận nha, cái đồ bằng gỗ này nó lâu, nó lâu thiệt luôn các bạn. Ok. Ui, dưới này có mía luôn. Em cay thấy Jenny mặc đồ chưa? Thổ dân của này mặc đồ phi công nữa nè. Đó, đi chặt cây thôi. Bây giờ tụi mình mía đi, mía kìa. Thì tụi mình sẽ phải bắt đầu sinh tồn các bạn. Đây có rất là nhiều bạn kêu là anh ơi, anh làm cái thế giới sinh tồn của anh đi. Thì ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại với lại sinh tồn. Còn cái kia thì vẫn là roleplay bình thường các bạn, vẫn chơi bình thường, không có gì khác hết. Đấy, thì bên kia là roleplay, còn bên này là sinh tồn. Đấy, đây là tập đầu tiên. Ở đây, ở dưới này đẹp nè. Ở dưới cái hang này đẹp nè. Chắc là ở dưới cái hang này đi. Ở dưới này khi nhìn kiểu thơ mộng. Ok, thì mình đi vô đây nè các bạn. Mình thấy ở trong này có sắt nè. Và mình vừa mới làm một cái gọi là sao ta? Một cái cúp đá. Đây, đã đào sắt, đã đem về. Mình có gì mình chế độ các bạn. Này có cái hang cũng khá là sâu nè. Và mình sẽ cần có thêm một ít than nữa. Không biết trong này có than không? Để mình coi trong này có than không. Để không mình. Okay, đâu rồi? Đang ở trong hang rồi. Bình tĩnh đi. Jenny cứ từ từ bình tĩnh. Đi đâu vậy? Kiếm một kè. Bên này nè, đi vô một chút nữa. Đi vô này, một này, chút này, nữa. Hello. Từ đi. Để. Đi kiếm cái... À, ổn phải. Đi kiếm than. Ừ, có sắt nữa nè. Ngon. Không đào được đâu, Jenny không đào được đâu. Jenny phải dùng đồ đá mới đào được. Hết rồi. Đúng rồi. Đi, ra cho mày. Làm tối. Thôi đừng. Để dành đuốc về cái kia cắm. Về cái hang của mình cắm. Đấy, chắc là tụi mình chọn kiểu như là chỗ này sinh tồn được rồi các bạn. Ây da, có trái táo. Đây nè. Ui, có yêu quái. Nào. Giết nó. Đánh nó. Chạy ra, chạy ra. Cổ nó trâu nha. Cắm đuốc lên, cắm đuốc lên. Cắm nguyên cái bạn chết tẹo lên trên. Cắm đuốc lên. Lấy cái rìu chặt. Ôi, cây sắp chết rồi nè. Ê, bên kia còn than kìa. Đâu? Lấy đi. Chỗ này á. Ok. Wow, nhiều lắm. Lấy cục luôn. Rồi. Ê, ở đây xin tồn ngon chứ bộ ha. Ngon bình thường. Không ngon lắm. Vị trí thuận lợi. Không. Ở chỗ này vẫn
Ồ, đây có nhiều cá nè, ngon ngon. Theo video dành cho quảng cáo, nếu như bạn nào thích chơi Minecraft server thì hãy truy cập vào ngay server mkmily.net với phiên bản 1.10.2 trở. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể đăng ký nick ở server mkfamily.net. Khi các bạn truy cập vào server mkfamily.net thì các bạn sẽ được xuất hiện lên một với dòng lệnh xin vui lòng đăng ký tài khoản với lệnh là set register. Các bạn ở đây các bạn có thể nhập bát lại. Đó nói chung là bát của các bạn, và bây giờ các bạn sẽ nhập bát là 123456 123456. Sau khi các bạn đó mật khẩu bạn vừa đặt không an toàn thì các bạn có thể đặt là A123456 A123456. Đấy, sau khi các bạn gọi là đăng ký thành công thì các bạn đã truy cập vào ngay được trong server. Và khi các bạn thoát ra, các bạn vào lại thì các bạn chỉ việc sử dụng lệnh đó chính là login A123456. Như vậy là các bạn đã có thể truy cập vào server mkfamily.net. Và các bạn có thể lựa menu máy chủ ở đây. Ở đây các bạn có hai chế độ, đó là Skyblock và Tony. Tony vừa mới open và đang đua top rất là kịch liệt đó. Như bạn nào thích hãy truy cập ngay nha. Ok, mình đã quay trở lại đây các bạn. Thì nãy giờ tụi mình đi săn rất là nhiều thịt luôn, coi như là Jenny dọn sạch sẽ hết mấy cái con cá ở trong hồ ngoài kia luôn. Dọn réo hết luôn. Rồi bây giờ á, tụi mình quyết định là sẽ xây một căn nhà nhỏ nhỏ ở ngay cái đoạn này nè. Đó. Thì bây giờ mình gọi là phát thảo. Từ từ. Rồi, bây giờ xây ở đây đúng không? Xét ở đây luôn thì 1, 2, 3, 4, 5. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ok. Rồi, lên bao. Ngôi nhà hơi bị đẹp luôn đó nha. Trời ơi, nhỏ gì. Nhỏ thôi, nhỏ gì được rồi đó. Đây, tự bình tĩnh, Jenny cứ bình tĩnh. Đây không phải nhà đâu, đây là... Rồi sao ta? Đây mới phát thảo nè. Rồi, kiến trúc nè. Mình làm kiểu là... cái cột xuống cái mái chi được không? Là sao? Cột không? Dánh ra Jenny, dánh ra đi. Ở trong rừng á. Dựng đỡ cái máy chi đó. Không hiểu. Đây là có bốn cái cột xong đẹp cái máy chi thôi, không phải cái nhà. Thì từ nào, xuống đây. Từ bình tĩnh. Rồi, cho Jenny nữa nè. Ốp vô. Từ đặt cái này kèo. Nó lẻ vô. Dạ. Là sao? Ốp gì đâu rồi, cái nhà đâu? Ốp cái sàn đi, ốp cái sàn thôi, xong rồi mình ở trên này thôi, khỏi cần nhà. Giống như là rừng rú gì á hả? Độc quá hả? Gì trời? Ở trên sàn. Phải đâu. Ô, nó tự nhảy luôn hả? Coi nè, mình đặt vô nó tự nhảy tưng tưng lên luôn chứ. Hả? Hình như đặt ở nửa dưới là nó tự động nhảy lên á. Đặt gì lâu quá, đặt như này ra nhanh. Ô hết rồi, Jenny ốp vô đi. Đó, ốp sẵn rồi, Jenny ốp vô đi. Lấy thịt này ra, bỏ thịt này vô. Ui dê sống. Nhấp đây nè, ốp đây nữa, ốp vô, ốp vô. Đứng đây nè, đứng ở đây nè, đứng dưới nè, ốp nhanh hơn nè. Đó, ốp đi. Đúng rồi, để mình bày ra Jenny chơi luôn các bạn. Đó, ốp đi, đúng rồi, ốp đi. Rồi. Rồi. Sao? Chị thôi hả? Ờ, vậy thôi, cần gì nhiều. Thôi cũng được, chấp nhận. Mình sai như vậy đó mới hợp với cái khung cảnh này. Hợp là sao? Vậy đó hợp với khung cảnh này chứ sao mình có thể xây một cái nhà ở đây được. Nó hơi kỳ. Hai giường đặt lên đi. Đặt lên không được đâu, cái đó ở một nửa ở dưới á, biết không? Trên đây biết được một nửa ở dưới không? Một nửa dưới là sao? Tức là nè, nghe một cái khối này nó có hai nửa thì nó có nửa trên, nửa dưới. Ừ. Nửa trên mới đặt đồ được. Ví dụ mình đặt một khối vậy là mình mới đặt đồ lên đây được, mình mới đặt đồ lên cái cục này được, đúng không? Ừ. Còn cái cục ở nửa dưới nè, đặt thử nè, nè như đây coi nè. Thấy không?
Thấy chưa? Nó bị hỏng ở dưới. Ok, thì mình đã gọi là mở rộng lại chỗ này rồi các bạn. Và cũng như là mình mở rộng cho nó vào trong này một chút luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gọi là xây nhà được rồi. Đây, từ nha. Để mình đổ ra, đổ cái đã. Thì mình sẽ ốp lên. Ủa đâu rồi, ở đâu rồi, ở đây. Vậy trên đây muốn xây nhà làm sao? Xây gì đi ha. Xây bít hết luôn. Bít là sao? Mình sẽ bít lại. Thôi, không được đâu. À đúng rồi, đúng rồi, mình sẽ bít lại đúng rồi. Nhưng mà ý là từ từ, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thì cửa sổ luôn. Làm chỉnh lại cái đường đi cái. Ây da. Ây da. Nhỏ thôi, đi chi to à. Trời ơi. Rồi mình sẽ ốp lại nha các bạn. Đó, ốp cái này lại. Cái này cửa sổ nha, trên đây đừng có kiểu ốp hết nha. Rồi có gỗ không? Trên đây có gỗ không? Không, cho đi. Nè. Nãy giờ không chịu chặt gỗ lười biếng các bạn, đi đập cái gì á, đập hộp, đập gì á. Đi qua bên cái gì? Gọi là gì? Bên xe mày cây. Đập hộp, đập hộp cái gì bên đó. Không thể tin được. Chút gì đó mà mười mấy cái hộp, đúng một cái hộp có, đúng một số nhỏ mà. Có gì à? Hộp nó có gì à? Có gì quên rồi. Gì mà cũng quên rồi. Đồ. Đó. Ở dưới này có cái con gì à? Nó gõ gõ ồn nha. Nó quấn bột bột dưới đó. Con gì trời? Mình xuống giết nó nha. Không, nó ở dưới đất á. Chứ không phải ở trên này đâu, còn giết nó. Thôi, thè nó đi. Đi. Thè nó đi, đừng còn giết nó. Nó bị hấp dẫn đây. Mấy cái này có đẹp không á. Xấu là do Jenny nha các bạn. Chứ sao? Nghĩ là nên đặt cái cục đây đây. Cùng ngay chỗ đây nè. Thấy à. Rồi được chưa? Từ đây tự nhiên nãy chỗ này người ta kêu là cửa sổ rồi. Còn ốp lại nữa. Thôi đặt cửa sổ ít thôi, chứ cho nhiều vậy. Nhiều cửa sổ cho nó thoáng. Nữa rồi. Không, đặt nhiều cửa sổ lên cho nó thoáng hiểu không? Đó, ốp vô, ốp vô, ốp vô, ốp vô. Đợi Jenny ốp lâu lắm các bạn, để mình tự ốp cho nhanh. Trời ơi, nhà nhìn gì chưa gì là thấy gớm gớm mà. Đẹp chỗ nào chưa gì là mình thấy gớm gớm rồi đó. Rồi được rồi, được rồi. Rồi rồi rồi, có thiết kế rồi. Thì bây giờ các bạn đợi mình xí nha, mình đi đào thêm một ít đá nữa là mình về mình làm cái phần mái là đẹp. Ok, thì nãy giờ mình đã đi lấy đá rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ lấy thêm một ít lá cây nữa. Mình sẽ cần phải trang trí cái nhà của mình cho nên mình sẽ lấy thêm một ít lá cây nữa nè. Và tụi mình đi đào thì kiếm được cũng khá là nhiều đá với lại sắt các thứ ở dưới cái hang, ở dưới có một cái hang rất là to luôn. Và nãy giờ Jenny chết mấy lần rồi các bạn. Bị trứng bom nó nổ banh xác luôn. Nãy đang nằm ngủ à, trứng bom nó cũng bầm bể ngay cái khu, ngay nguyên cái khu chỗ này của mình luôn nè. Đó, nguyên khu rồi bể hết luôn. Mình phải dời giường mình vào trong nhà luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần mái, nhưng mà mình sẽ sử dụng phần mái là mái bằng đá nha các bạn. Đấy, sử dụng slab. Và mình sẽ ốp cái mái nó xéo xuống, nó vừa cổ điển mà nó vừa có xíu xíu hiện đại. Ở đây mái thì mình sẽ ốp ngang tầm này nè. Là mà ca xây kiểu là xây chung với mấy cái cục gỗ cho luôn hả? Đúng vậy. Nằm chung với đá luôn hả? Ừ. Ghê. Mình nằm chung với đá luôn. Ghê. Đá làm mái luôn hả? Thấy vậy này thấy gì được không?
được cũng phải được. Vậy là đi xin đi lấy gỗ ra. Lấy gỗ gì vậy? Cái này mới đi rìu gỗ rồi. Nè đây đây, một cây cho nè. Đây 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 đây. Cho 32 cái gỗ ấy luôn á. Gỗ khối luôn á, là biết nhiều cỡ nào luôn á. Rồi quăng rồi, dưới nước kìa, dưới nước á, sau lưng á, hồ nước á, trong một cái dưới bên kia á. Trời ơi, người ta quăng ra rồi. Đây nè, chỗ này nè. Đây nè. Thấy không? Ờ nếu mà làm như thế này là cái phần kiểu như là cái phần cửa sổ mình không nhìn thấy đường luôn á. Che cái chỗ này luôn rồi. Ơ da, sai hoài vậy. Không tin được. Rồi, không biết có đẹp không ta. Lúc nãy được kêu bò đúng không? Nhìn được đúng không? Nhìn đi. Ngôi nhà nhìn được đúng không? Rồi ở trên này thì mình ốp mấy cái lá vô. Đấy, bắt đầu đây ốp lá nữa. Thì mái á, mái nhà. Trời ơi, tưởng cầu thang không chứ. Đẹp mà đúng không? Nhìn kiểu như nó nằm ẩn ở trong cái núi gì á. Đúng vậy. Đúng vậy. Trời ơi. Đẹp không? Đẹp không? Mình xây lắp lại mấy cái này luôn. Cái gì? Mình xây đâu, mình phải xây theo hình của nó mới đẹp. Đúng không? Ý là mình xây cái hình. Đây nè, xây hình bậc thang á. Gì nè, đó. Hiểu không? Hiểu chưa? Ok. Cả mình cứ ốp lại thôi, mình ốp lại cho nó thích rồi. Còn lại mình khỏi ốp, có sao mình để vậy luôn. Đỡ tốn công xây nhiều. Đấy là xong. Trời ơi. Từ từ Jenny. Jenny ốp. Đó, được chưa? Quá đẹp. Còn lỗ này nè, rồi ok. Đó, có sao mình ốp gì. Được không? Đó. Nhìn được mà. Hơi thấp thì phải. Cái gì thấp? Kệ nó. Đó, nhìn đẹp mà. Cây lá cây lá đồ ốp vô trồng bông trồng hoa vô đó. Trời ơi tuyệt vời luôn. Ở dưới này bông hoa lá hoẹ lên đó, được chưa? Nhìn đây thấy đẹp chưa? Đẹp. Ở bên này nhìn hơi kỳ kỳ. Từ chỗ này nhìn hơi kỳ kỳ nè. Sửa cái đã. À, ok. Đâu rồi? Cái phiến này à. Ủa, chỗ này mình có cần chỗ này mình làm phiến gỗ luôn. Đó, đó. Xong. Ê da. Này cái đèn này đúng rồi đó. Rồi, ok. Cắm đuốc ở trên này lên. Ồ, không. Chưa có đuốc. Rồi, cắm đuốc lên. Cho khỏi có quái ở đây. Không là quái. Đi nữa, ấm nổ như này đi kìa. Trên này làm mấy cái gọi là gì ta, mấy cái lá để lên. Nhìn cho nó đẹp. Rồi, được cái trong này cái lá nhìn nó không có vuông vuông á. Nhìn nó đẹp á. Đó, được chưa? Quá đẹp luôn, muốn gì nữa? Quá là điều tuyệt vời luôn. Ok, thì ngày hôm nay mình cùng với Jenny cũng đã xây xong cái căn nhà đầu tiên ở trong tập 1 rồi các bạn ơi. Thì gọi là tập sau chúng ta sẽ làm những cái khác như trồng trọt, chăn nuôi, các kiểu. Thì ngày hôm nay mình lựa một cái hang núi cũng như xây một cái nhà ở trong cái hang, nhìn nó cũng khá là ok. Thì ok, nếu như bạn nào thích video này của mình cũng như là thích series Mini World sinh tồn thì đừng quên để lại cho tụi mình một like, một share và nhớ kết bạn với mình ở trên Mini World nha. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng tập 1 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Bây giờ thì bye bye. Bye.